11. Di. Di à, Nguyệt Nguyệt, uống nước đi. Cảm ơn, cảm ơn. À phải, Nguyệt Nguyệt, lần sau tới không cần mua gì đâu, nhà chúng ta không thiếu gì cả. Em mua đồ tới, anh cảm thấy khách sáo quá. Không sao. Mang tới có chút đồ mà đã nhận là người một nhà rồi à? Con trai tôi sao lại không đáng tiền thế? Không phải, mẹ à, mẹ xem, Nguyệt Nguyệt lần đầu tới nhà chúng ta mà. Vậy mẹ là mẹ của con, hay cô ta là mẹ của con? Không phải, mẹ là mẹ của con. Đại thụ, không phải, con còn phải đi bàn công chuyện à? Đi đi, mau đi làm việc, để mẹ nói chuyện với cô Tôn. Đúng, nếu anh có chuyện thì anh cứ đi đi, em sẽ ngồi đây nói chuyện với dì. Ừ, vậy được. Mẹ à, con ra ngoài đi dạo một chút. Anh đi ra ngoài một chút rồi sẽ về sớm. Con người của mẹ anh nói chuyện hơi thẳng thắn, em đừng để bụng, đối tốt với bà ấy một chút, thay anh hiếu thuận với bà ấy. Mẹ à, con đi nha, đi đường cẩn thận. Được. Dì à, uống trà đi. Cháu có biết vì sao ta lại thích hát kịch? Cháu không biết. Mấy cô gái bây giờ mặt mũi trang điểm như là đi hát kịch vậy. Cháu nhìn thì không biết mặt mũi người ta thế nào đâu. Đến cả con mắt lớn hay bé còn khó mà phân biệt. Không thể nào nhìn ra mặt mũi con người ta như thế nào. Còn giọng nói thì khác. Ngày trước, lúc ta còn làm ở đoàn văn nghệ của quận, nói một cách khác, bảo rằng nghe giọng hát của người ta thì có thể biết được con người của họ. Vậy ý của dì là người không biết hát tức là người xấu, người biết hát thì là người tốt à? Ta không phải nói như vậy. Nhà cháu bao nhiêu người? Nhà cháu có ba người. Cháu là con gái một. Bố mẹ cháu làm nghề gì? Bố mẹ cháu đều là doanh nhân ngành du lịch châu Âu, kinh doanh một số loại sản phẩm cho nước ngoài. Chẳng trách nhìn cháu có vẻ được chiều chuộng từ nhỏ. Dì à, học phí học đại học của cháu là do cháu tự đóng, cháu không tiêu tiền của bố mẹ. Dì à, dì xem, đây là bánh quy bố cháu đặc biệt mang từ nước ngoài về. Dì dùng thử một chút đi, xem có hợp khẩu vị không. Mời dì. Sao ạ? Bánh quy này cũng bình thường, không bằng bánh đại xuân làm cho ta ăn. Lần đầu tiên gặp mà đã đối xử với cậu như vậy à? Mình đã nói rồi, để mình đi cùng cậu. Cậu là nhất quyết không chịu. Mình đâu có biết sẽ thành ra như vậy. Nếu mình biết thì mình... Ở đây à? Triệu Tổng, dây. Đúng rồi, quên mất, xin lỗi nha. Cái sàn nhà này rất là đắt, tôi thay cho cô cái mới. Nguyệt Nguyệt à, đừng có giận nữa mà. Triệu Tổng, tôi nhận ra rồi, anh thật sự bận quá rồi. Anh xem, anh nộp học phí cũng không tới học, làm tôi và Nguyệt Nguyệt cực kỳ ngại. Dù gì hôm nay anh cũng tới, hay là chúng ta bắt đầu học? Gì mà ngại chứ, chỉ có chút tiền thôi, để lần sau tôi học. Nguyệt Nguyệt, anh thay mẹ của anh không cần nói nữa. Anh học. Vậy thì bắt đầu đi. Đưa tay cho tôi. Cái này làm sao đây? Tập lưng. Đây, đứng dậy. 1, 2, 3. Tôi sắp gãy lưng rồi. Dậy. Nào, mạnh lên. Nguyệt Nguyệt. Không được, không ổn rồi. Không được. Mạnh lên, tôi còn chịu được. Sát vào nữa, tôi còn chịu được. Mạnh lên. Được rồi. Mẹ ơi. Được rồi chứ. Triệu Tổng,
Tôi thấy anh không ổn rồi. Tôi nghĩ chắc không luyện được đâu. Như vậy đừng học nữa. Đi thôi Nguyệt Nguyệt. Không phải anh ấy ổn chứ? Chuyện này đừng đi, chờ đã. Chờ đã. Tôn Nguyệt Nguyệt của tôi ơi, cậu ký hợp đồng bán thân với Triệu Thụ rồi à? Sao cứ nhất quyết là anh ta? Mình thấy anh ta cũng đâu có gì đặc biệt. Không phải cậu vì muốn đổi sang phòng học lớn hơn đó chứ? Mình nói cậu biết, nếu vì chuyện đó thì tuyệt đối đừng làm. Đây là hạnh phúc cả đời. Hai chị ơi, đang nói cái gì vậy? Đúng, mình thừa nhận điều kiện khách quan của Triệu Thụ rất tốt. Nhưng mà mình cũng là thật sự rất thích anh ấy, hiểu không? Không phải chứ. Cậu thật sự thích anh ta thì cậu có thể nói với mình. Cậu thích anh ta ở điểm nào? Bố mình cả năm đều ở nước ngoài làm ăn buôn bán. Từ lúc mình còn rất nhỏ, ông ấy đã không ở nhà rồi. Nên thực ra mình rất thiếu cảm giác an toàn. Mình cảm thấy những người đàn ông trưởng thành mới có thể cho mình cảm giác an toàn được. Không phải Tôn Nguyệt, cậu yêu người già. Chắc vậy. Vậy thì hết cách rồi. Chị em bọn mình chỉ có thể giúp cậu hoàn thành thôi. Alo mẹ. Nhất Nhất, con đang ở đâu vậy? Mẹ đợi con ở quán cà phê nửa ngày rồi. Không phải con bảo là con không tới được à? Con muốn chọc tức mẹ sao? Người sáng nay gặp là một chuyên gia thẩm định, vừa trắng trẻo lại đẹp trai, từng học cao học ở Anh, tính cách cũng khá là tốt. Chiều nay là một nhà thiết kế nội thất, hiểu biết rất nhiều về văn hóa Trung Quốc, tinh thông hết cầm kỳ thi quả. Đúng rồi, còn thích nấu ăn nữa, thích dọn dẹp nhà cửa, gả đại cho ai cũng được. Con chính là người chiến thắng cuộc đời rồi. Mẹ à, con có chuyện rồi. Bàn sau nha. Con không tới thì mẹ đi thay con vậy? Con rể của mẹ thì mẹ quyết. Mẹ cậu lại kêu cậu đi xem mắt à? Có chắc là hai cậu không biết không? Hai bọn mình còn chưa chọn được. Lần này chắc chắn là mẹ cậu chọn từ trên trang mạng. Không biết là loại người gì. Nhất Nhất, cậu bảo cậu không đi. Có khi nào mẹ cậu cũng sẽ đi thay cậu tới xem mắt luôn không? Sao có thể được chứ? Tất bán tiên. Triệu Tổng, đừng gọi tôi là bán tiên nữa. Tôi không phải người xem bói. Tôi là giáo sư Tất của Thái Sơn Bắc Đẩu, quốc học đại sư Chu Dịch. Được, giáo sư thì giáo sư. Xin chào, cô có đặt chỗ trước không? Tôn Nguyệt là mạng thủy, không phải là thủy quả. Nguồn nước chảy tự nhiên là nguồn nước tốt. Nguồn nước dây quanh là nguồn nước chết. Vì vậy, chỉ cần bình thường gọi là tới ngay, biết rút lui đúng thời điểm là đủ. Nói tiếng người đi. Bát tự của cô ấy và Triệu Tổng không hợp. Ngược lại, nhìn cô Đại Xuân này, mặc dù tướng mạo có hơi bình thường, nhưng mà cô ấy và Triệu Tổng lại có tướng phu thê. Ông phải làm sao cho bát tự của Tôn Nguyệt hợp với tôi. Nhân duyên trời định, sao có thể tùy tiện sửa đổi? Như thế tôi sẽ bị giảm thọ. Được.
Cô gái này tinh khiết như trăng, nói năng ngọt ngào, ánh mắt hiền hòa. Hai người rất có tướng phu thê. Triệu Tổng Ngọc Thụ Lâm Phong, tiền đồ ắt sẽ rộng mở, không nhất thiết phải phụ thuộc vào một người phụ nữ. Ông nói trúng tim đen của tôi rồi. Sao tôi lại bị một người phụ nữ trói buộc được? Vì vậy tôi mới muốn kết hôn cùng Tô Nguyệt. Cô ấy là một cô gái thông minh. Cô ấy biết thế nào là trao đổi ngang giá, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Đúng, Triệu Tổng nhất định có thể điều chỉnh tốt mối quan hệ. Nói thừa, trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ là tôi không kiểm soát nổi, nên mới muốn nhờ ông đích thân xuất chiến. Tôi, mẹ tôi. Triệu Thủ, cái tên khốn đó. Triệu Thủ. Sư tỷ, sư đệ, sao vậy? Sư đệ, gì vậy? Hạnh phúc của sư tỷ nhờ hết vào đệ. Không phải, chị làm gì vậy? Nào, đứng lên, đứng lên rồi nói. Vậy là cậu đồng ý rồi. Xin chào, ông là giáo sư Tất đúng không? Tôi là giáo sư Tất. Triệu Tổng bảo tôi tới đón ông. Khách sáo quá rồi. Triệu Tổng đã cho tôi địa chỉ, tôi còn định tự mình sang đó. Nào lên xe đi, tôi cầm giúp ông. Khách sáo quá. Nào bên này. Tìm ai vậy? Tôi là giáo sư Hùng, đồng nghiệp của giáo sư Tất. Lão Tất đâu? Giáo sư Tất hôm qua xem thiên tướng, bảo hôm nay không tiện ra khỏi cửa, nên bảo tôi theo ông ấy. Thái độ làm việc kiểu gì vậy? Giáo sư Tất đã căn dặn. Anh yên tâm, tôi biết phải làm sao. Được rồi, vào nhà đi. Tính tình mẹ tôi không tốt, nên cứ làm theo những gì thỏa thuận. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nào. Mẹ à, đây là đại sư con mời tới. Anh ấy rất có tiếng. Sao đây? Muốn xem bà già ta lúc nào thì tắt thở à? Không, mẹ à, không phải như vậy. Không phải mẹ bảo con kết hôn với Đại Xuân sao? Con mới nghĩ chuyện tìm một người hiểu biết để xem số bọn con có hợp không. Xem ra bà đi cũng không quan nghênh tôi cho lắm. Được, tôi cũng là người hiểu biết. Mẹ tôi không phải ý như vậy. Mẹ tôi là hơi thẳng tính một chút. Bà ấy tuyệt đối không có ý đuổi anh về. Mẹ à, đại sư này khó khăn lắm con mới mời về được. Mẹ ít ra cũng nên nghe thử. Nếu nhà anh ấy bảo con và Đại Xuân hợp mạng thì chúng con sẽ kết hôn ngay, có được không? Đấu với tôi à? Anh có kế trương nương thì tôi có mưu hàng kính. Ở lại đi. Vậy thì anh xem cho tôi con dâu này thế nào. Thưa bà, mạng của phụ nữ chia ra làm 4 loại: kim, mộc, thủy, hỏa. Mạng của cô dâu này và mạng của con trai bà rất hợp nhau. Gương mặt dưỡng phu tiêu chuẩn. Có câu: mạng là thổ, thủy là vận. Thủy đẩy thổ, mạng cải vận. Theo bát tự năm sinh mà nói thì con dâu và con trai của bà, con dâu sẽ giúp rất nhiều cho Triệu Tổng, hơn nữa còn giúp vận cả nhà họ Triệu thêm thịnh vượng. Chắc chứ? Tôi không chắc thì chả nhẽ là anh chắc. Vậy thì cần gì phải lặn lội đường xá xa xôi, bất chấp tất cả để mời tôi về? Còn không phải vì uy tín của tôi à? Cậu xem rất chuẩn.
Chuẩn cái gì mà chuẩn, ăn nói lung tung. Thưa bà, thật ra trong lý luận thì mạng còn có một loại là hút. Cái gì gọi là hút? Tôi lấy ví dụ, hồ ly tinh hút âm dương khí của đàn ông. Lúc đầu thì người đàn ông này không có cảm giác gì cả, còn rất vui vẻ. Nhưng mà càng về sau, ví dụ như Triệu Tổng, dẫn khí nửa đời đầu, có hạnh phúc, có sự nghiệp, gặp phải người phụ nữ như thế nào cũng không thể thay đổi được vận tốt của anh ấy. Nhưng mà nửa đời về sau thì phải chọn cho đúng người. Lỡ như chọn trúng người hút chủ thì không hay đâu. Nhưng mà tôi đảm bảo, người con dâu này chắc chắn có thể loại bỏ được tất cả chướng ngại. Mẹ đã bảo rồi, không cần phải xem cho Đại Xuân. Anh đừng có ở đây hút chứ chả không hút. Hồ ly tinh cái gì chứ, còn ngồi đó làm gì, mau lên đi. Triệu Tổng à, sắc mặt của anh dạo này tôi khí sắc sao chứ? Nếu tôi đoán không lầm thì chắc bây giờ anh đang bị hút. Đúng, rất đúng. Bên cạnh nó hiện giờ đang có hồ ly tinh. Phu nhân, Triệu Tổng, thật ra thì tôi cũng muốn nói lời dễ nghe xong sẽ đi ngay. Nhưng mà tôi đã nhận tiền của anh, không thể nói láo. Mẹ, mẹ nhìn bộ râu kìa. Chả trách, tôi bảo anh nói cái gì anh đều nói ngược lại. Anh đứng lại cho tôi. Phu nhân, nhất định phải nghe lời tôi. Đừng có chạy, đừng để tôi nhìn thấy anh. Con giỏi lắm, dám kêu người ở bên ngoài về lừa mẹ. Con dám kiếm người lừa mẹ à? Mẹ à, đừng đánh con nữa. Mẹ à, con biết lỗi rồi, còn dám hỗn láo. Tôi nói cô, có phải cô điên rồi không? Có phải cái tên xem bói giả kia là do cô tìm không? Có chuyện gì thì vào trong rồi nói, đóng cửa lại. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi phải tìm ra sự thật. Có phải tên xem bói giả kia là do cô tìm về không? Không sai, là tôi. Anh bất nhân trước thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi, cô đúng là không nói lý. Sao tôi lại bất nhân chứ? Điều kiện cô đòi hỏi tôi đều đồng ý mà. Điều kiện? Đồng ý à? Tôi muốn kết hôn. Cô có thể nói lý một chút không? Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn làm ăn thôi, chứ không phải là bạn đời. Đừng có giả bộ. Triệu Thụ, không hợp à? Không hợp thì anh đã đi sớm rồi. Tôi nói cho anh biết, trước đây tôi còn gào khóc trời đất, muốn cứu vãn chút còn lại, nhưng mà bây giờ đã muộn. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ cản trở tới cùng. Anh và con tiểu hồ ly đó đừng hòng có hy vọng. Dám giành cái nồi của bà, còn đòi lấy luôn thức ăn của bà, không dễ đâu. Cô đừng quá đáng. Không phải cô cũng chỉ có mẹ tôi làm chỗ dựa thôi sao? Triệu Thụ, anh có còn là con người không? Đến mẹ của anh cũng dám gạt. Tôi, anh cút nhanh. Cút càng xa càng tốt. Tôi nói cho cô biết, tôi không thèm đếm xỉ với cô, không thèm tính toán với cô. Cô đó, sau này chẳng ai thèm lấy. Cô chờ đi. Hùng Gia Quyền, Hùng Gia Quyền vốn dĩ là Quyền Hoa Mai, được cải biên dựa trên Quyền Hoa Mai. Trong thời Càn Long nhà Thanh, người thừa kế đời thứ 8 của Quyền Hoa Mai là Hùng Truyền Phúc. Từ nhỏ có thiên chất thông minh, là học trò của một cao thủ vô danh, luyện Quyền Hoa Mai suốt 12 canh. Sau đó dựa theo cơ bản của Quyền Hoa Mai, anh ta cạn đục hơi trong, chưa từng dậm chân tại chỗ, mà luôn thu thập học hỏi tất cả những kỹ thuật công phu từ cổ chí kim.
bao gồm cả thông thủ đạo của Nhật Bản, quyền pháp phương Tây, nhu thuật Brazil. Từ tháng 6 năm 97, Hùng Gia Quyền đã truyền được 12 đời. Truyền nhân quyền nhà họ Hùng nhỏ nhất là 10 tuổi. Danh xưng là Hùng Đáng. Sao lại là Hùng Đáng? Lẽ nào ông ngoại biết Hùng Đáng? Tài xế Dương, anh đi trước đi, không cần tới đón tôi. Chào Di Quang. Hùng Đáng, cậu tới thăm bố tôi à? Dạ phải. Còn chuyện kia cậu suy nghĩ thế nào? Chuyện gì? Chuyện nhảy việc. Cháu chưa từng nghĩ sẽ nhảy việc. Thế Mỹ trả cậu bao nhiêu? Gia Đức tôi sẽ trả cậu gấp đôi. Vấn đề không phải là tiền. Sao lại không phải? Cậu đang cần gấp mà. Cần tiền thì cũng không tới lượt Gia Đức. Sao lại là cô? Còn trông chừng kỹ càng như vậy. Ai chứ? Lão Dương nhờ tôi tới thăm ông cụ. Cảm ơn nha. Lòng thì nhận rồi, không cần lên đâu. Hoàng Tổng, cô không biết nể mặt gì hết. Mấy ngày trước còn chị em còn cùng bàn bạc tìm cho Nhất một chàng rể kim quy. Sao bây giờ lại giống như trở mặt học cậy bánh xe? Thời buổi kinh tế thị trường, nhân tài mà, người ra giá cao hơn thì có được. Sao? Hùng Đáng được bán cho Thế Mỹ của cô bao nhiêu? Bán thì chưa bán, mà hợp đồng thì chưa hết hạn. Tôi có thể chờ. Hoàng Tổng, Du Tổng, tôi thấy bây giờ đang là giờ cá nhân của tôi mà, đúng chứ? Có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc sao? Hùng Đáng, cậu nói đi. Cậu có gì bất mãn với Thế Mỹ thì cứ việc nói ra. Hùng Đáng, lương bổng, chức vị, điều kiện gì cũng được. Cho dù cậu có muốn ngồi vào ghế của tôi thì tôi chỉ cần suy nghĩ lại một chút. Cô đúng là kỳ cục. Giữ chút đạo đức nghề nghiệp có được không? Trước mặt tôi mà lại. Nè, cô nói sao chứ? Trước mặt cô thì sao? Sao đây? Rốt cuộc mấy người muốn gì? Sao đây? Hả? Ai hơn ai? Hùng Đáng, Nhất, cậu đi đâu vậy? Chờ tôi với. Làm gì vậy? Đi tiếp, đạp tiếp đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô xem đi. Tại cô mà Hùng Đáng sợ bỏ chạy mất. Nhân viên của tôi mà bị tôi làm cho sợ à? Theo phỏng vấn vào tháng 6 năm 97, Hùng Gia Quyền đã truyền lại tới đời thứ 12. Tới hôm nay, truyền nhân nhỏ nhất của Hùng Gia Quyền, danh xưng là Hùng Đáng, là anh có phải không? Chắc là tôi rồi. Chắc chắn là anh rồi. Có được bao nhiêu người tên Hùng Đáng đâu chứ. Anh không nhớ chút gì về ông ngoại tôi sao? 10 tuổi, lúc đó tôi còn quá nhỏ. Hơn nửa năm đó cũng là lúc mẹ tôi qua đời. Trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ tôi cũng rất mơ hồ. Có điều hình như năm đó đúng là có nhà báo tới thôn của chúng tôi. Như vậy đi, tôi sẽ về hỏi lại sư tỷ. Chị ấy cũng đang ở đây. Tôi bảo mà, sao ông ngoại tôi thấy anh điểm gì cũng tốt? Người khác ai cũng bảo tôi tốt cả, chỉ có mình cô là không. Anh bảo này, em sao vậy? Sao hôm nay nặng tay như vậy? Em không tin, em không giữ được một người đàn ông. Đàn ông nào? Nằm xuống, rốt cuộc anh có muốn massage nữa không? Có. Thư bổ nhiệm, nhận thấy năng lực làm việc, tư tưởng giác ngộ và năng lực nghiệp vụ của Hùng Đáng, tất cả đều đạt được để chuẩn bị cho việc thăng chức. Được sự đồng ý của chủ quản, đề nghị thăng chức cho Hùng Đáng lên làm chủ quản. Tốt, tốt quá đi. Hùng Đáng, cậu phát biểu đi. Thực ra thì tôi cảm thấy bây giờ đây giống như một miếng bánh tự đập vào đầu tôi. Bản lĩnh có như vậy thôi à? Thực ra thì tôi không thể đảm bảo tất cả mọi chuyện tôi làm đều có thể hoàn thành tốt.
nhưng mà tôi chắc chắn sẽ cố hết sức. Dù gặp phải khó khăn gì, tôi cũng cùng các anh em chiến đấu tới cùng. Được, hay lắm. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chịu gọi cho tôi rồi à? Giọng điệu của anh cứ như anh là bạn gái của em. Không, rốt cuộc lúc nào cậu mới quay lại? Gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à? Du tổng thăng chức, tăng lương cho tôi. Đó là chuyện tốt mà, có vấn đề gì đâu chứ. Cậu có thấy chủ quản nào mà chỉ chạy làm việc ở ngoài đường chứ không ngồi trong phòng làm việc? Từ nay về sau, tôi phải làm tốt việc của bản thân. Việc người ta không hoàn thành chắc chắn cũng tính lên đầu của tôi. Sư phụ à, anh bị cô Dương nhất nhất kia dày dò tới nỗi sinh quan tưởng rồi à? Vấn đề mấu chốt xuất hiện rồi. Cậu có biết người tiến cử là ai không? Là Đào Văn, bạn thân của Dương Nhất Nhất. Cậu thật sự nghĩ sao chuyện này không có âm mưu à? Chỉ là việc đơn giản thăng chức, tôi không ngây thơ như vậy. Cười cái gì chứ? Rốt cuộc cậu chạy đi Thượng Hải làm cái gì? Sư phụ, em đã giấu anh rất nhiều chuyện. Nếu có một ngày anh phát hiện ra, chắc chắn sẽ rất giận em. Nhưng mà em nghĩ anh cũng sẽ vui mừng cho em. Đồ đệ ngốc Lý Mặt của anh không lựa chọn ngôi sao trên trời, mà lại chọn ở mặt đất, chọn khói lửa của nhân gian. Cô Ngụy, mời vào. Mời. Em có chút chuyện, em tắt máy trước. Vài ngày nữa em sẽ về. Cậu ra ngoài đi. Dạ được. Chào cô Ngụy. Chào anh Lý Mặt. Mời. Cô Ngụy, hôm nay hai vị muốn ăn gì? Nếu cô Ngụy đã là khách quen thì làm phiền cô chọn món. Cô Ngụy. Cho tôi một phần thịt bò nhỏ. Thịt bò ở đây rất là ngon, đều được nhập khẩu từ châu Âu. Anh có thể thử xem. À phải, quản lý Mục, anh bảo với nhà bếp là lần trước ô liu hơi khô. Thật xin lỗi, lần này chắc chắn sẽ không như thế nữa. Lần trước, cô đừng nói là lần trước, cô cũng sắp xếp 32 buổi xem mắt tại đây. Không, với năng lực của cô thì chắc là 32 buổi xem mắt toàn cầu chứ. Xin hỏi hai vị còn dùng gì nữa không? Một chai vodka. Được, hai vị chờ một chút. Ánh mắt của anh ta vừa nãy là quý gì? Khinh thường tôi sao? Giữa trưa mà anh lại uống vodka, có phải trong đầu của anh ta đang nghĩ người này chắc chắn là nghiện rượu? Rượu của anh đây. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Tôi cũng không ăn thịt bò. Nhưng rượu là mạng sống của tôi. Cô lại không uống rượu. Tôi tin sở thích khác của hai chúng ta chắc chắn không có gì hợp nhau. Ví dụ như nghe nhạc, đọc sách. Không, tôi cũng không đọc sách. Tôi có thể nhận ra. Vì vậy cô xem, bố mẹ chúng ta nên xem xét cuộc hôn nhân này. Đây chính là một mối làm ăn, hai bên cùng có lợi. Cô không phản kháng à? Hôn nhân so với tình yêu càng cần có lợi ích đôi bên và tinh thần hợp tác hơn. Tôi có thể thấy trong lòng cô Ngụy đây chắc chắn cũng có góc khuất. Tôi thấy cô nên xem những cuốn tiểu thuyết ngôn tình để lấy lại tình cảm của phụ nữ. Anh Lý trước khi gặp tôi chắc chắn cũng đã học không ít. Đúng,
Tôi vừa đăng một bài viết trên mạng, có hơn 600 người bình luận, nhưng mà đều là khá thô tục. Tôi nghĩ tôi nên nói thật với cô. Tôi không phải là bạch mã hoàng tử, cũng không ga lăng. Có thể tôi sẽ làm mất mặt gia đình của cô. Điều này là sở trường của tôi. Tôi có thể nhận ra. Vì vậy cô vẫn có ý định chấp nhận à? Rồi lúc đó cùng tổ chức một hôn lễ, nhận đủ loại phỏng vấn. Chúng ta giả vờ yêu nhau, nhưng mà sau lưng thì mỗi người tìm cho mình một tình nhân riêng. Không, tôi không cần tình nhân. Đến dục vọng này mà cô cũng có thể kiềm chế. Đúng là đáng sợ. Thật xin lỗi, thất lễ rồi. Anh Lý quả thực là phi thường. Trước đây tôi và mẹ của anh từng gặp nhau. Mẹ của anh bảo anh sẽ không ngoan ngoãn ngồi hết bữa ăn. Tôi quả thực cảm thấy bất ngờ. Đừng nói với tôi là cô thích tôi rồi. Nếu như tôi chưa có ý trung nhân thì có lẽ tôi sẽ động lòng. Ý trung nhân? Lý do tôi không muốn được rượu là vì tôi có thai. So với tình yêu thì hôn nhân quan trọng nhất là lợi ích đôi bên và tinh thần hợp tác. Đây là quan điểm của bố mẹ tôi, còn tôi thì không. Tôi rất vui vì anh cũng không đồng ý. Tôi nghĩ trong tình cảm và hôn nhân nên có tồn tại tình yêu. Anh yên tâm, tôi sẽ giải thích với mọi người. Thôi đừng, trách nhiệm này không nên để phụ nữ phải gánh vác. Tôi sẽ giải thích. Tôi hy vọng cô và con của cô và bố của đứa bé sẽ chuẩn bị thật tốt. Tôi tin người bố của đứa bé chắc không phải là người mà bố mẹ cô ưng ý, có phải không? Vì vậy sau này cô còn nhiều trận phải đánh, nên cửa lần này tôi sẽ thay cô đỡ cho. Cảm ơn. Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt. Mẹ à, mẹ bớt giận đi. Đừng có khua môi múa mép. Mẹ đâu có ép con phải lập tức kết hôn. Gặp gỡ tiếp xúc một chút thôi cũng không được à? Làm sao con có biết con quỷ đó không bằng đào văn? Mẹ điều tra ra rồi à? Lợi hại. Cuối cùng thừa nhận rồi à? Đúng. Chủ quản của khu chuyển phát nhanh mạng online chỗ con có một người mẹ đơn thân là Đào Văn. Không trùng hợp như thế đâu chứ. Trước khi nói chuyện này, chúng ta nói chuyện chính trước đi. Thỏa thuận trước đây của chúng ta, bây giờ con đã giành được thành tích đứng đầu. Khi về đó con sẽ xin nghỉ, mẹ cũng không cần can thiệp. Nghĩ kỹ rồi à? Con thực sự nghĩ bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ? Nếu bên A giành được vị trí đầu bảng trong việc chuyển phát hàng online, thì bên B sẽ không ép buộc bên A thừa kế chuyển phát nhanh Thế Mỹ và sẽ cho phép bên A tự do ra ngoài lập nghiệp. Bây giờ con đã giành được vị trí đầu bảng, nếu mẹ không tin có thể gọi điện về công ty. Thỏa thuận của chúng ta là nửa năm. Bây giờ chỉ mới có 2 tháng. Làm sao mẹ biết trong 2 tháng còn lại thành tích của con như thế nào? Còn nữa, con nghỉ việc 5 ngày không lý do thì thành tích này đã bị trừ. Công việc trong 5 ngày này là do một nhân viên tên Hùng Đáng thay con hoàn thành. Theo mẹ biết, Hùng Đáng gần đây đã được thăng chức, chắc sẽ có nhiều không gian phát triển hơn. Nhân viên chuyển phát Lý Mặc, hiện giờ mẹ rất nghi ngờ liệu con có thể thực hiện lời hứa của mình được hay không. Sao đây, có muốn chịu thua trước hay không? Con trai, con nhất thiết phải làm như vậy à? Con việc gì phải hàng ngày ăn cơm hộp, ngủ giường sắt, tắm chung với bọn họ, thú vị lắm sao? Được,
Bây giờ con sẽ quay về công ty để bù lại tất cả công việc còn lại. Chờ một chút. Mẹ nghĩ bây giờ con làm gì chống đối mẹ thôi. Như vậy là cực kỳ không có trách nhiệm. Dù là chuyện tình cảm hay sự nghiệp, nếu đã như vậy rồi thì mẹ cũng không sợ phải làm người xấu, loại bỏ tất cả những bi kịch trong tương lai. Bây giờ mẹ đã tuyên bố sự nghiệp của con, mà không có mẹ thì chẳng thành. Cũng tuyên bố rằng con không thể dùng cách của mình tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Vậy thì con chứng minh cho mẹ thấy. Con sẽ bổ sung thêm một điều kiện nữa trên thỏa thuận. Nếu như con không lấy được vị trí đầu bảng thành tích, thì không những con sẽ quay về công ty, mà còn rời xa Đào Văn, đồng ý chuyện xem mắt. Đúng là ngang bướng. Đúng là con trai của mình. Cháu nói coi, mẹ cháu có chuyện gì mà vội vậy? Dứt cháu sang một bên. Mẹ cháu không có chuyện gì cũng dứt cháu. Vậy sao? Alo, xin chào. Alo, xin chào. Cô là cô Dương đúng không? Tôi là tiến sĩ Chung. Là như vậy, chúng ta hôm nay có hẹn nhau dùng bữa. Tôi tới rồi, tôi sẽ vào ngay. Tôi cũng vào ngay. Chờ tôi một chút. Thật ngại quá, chỗ tôi có chút chuyện nên tới hơi trễ. Con người của anh đúng là quá đáng. Chỗ để xe này tôi thấy trước, sao anh lại giành mất? Anh có hiểu đạo lý không? Sao vậy? Sao lại là chỗ để xe của cô? Chỗ này tôi nhìn thấy trước. Nói như cô, gái xinh ở ngoài đường tôi nhìn thấy thì đều là vợ của tôi à? Logic lưu manh gì vậy? Cô bảo ai lưu manh? Tôi bảo anh đấy. Nè cô, nếu cô không biết lái xe thì ngồi xe buýt đi, lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi. Đúng là phiền phức. Tôi thấy anh ăn mặc khá lịch sự. Sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Đúng là vô giáo dục. Anh có hiểu ưu tiên phụ nữ là gì không? Ưu tiên phụ nữ? Không phải bình thường phụ nữ các cô cứ bảo nhau nam nữ bình đẳng à? Tôi nói cho cô biết, tôi đã nhớ biển số xe của cô. Lát nữa tôi còn phải lái xe để đưa vợ sắp cưới của tôi tới khách sạn. Nếu chiếc xe này của tôi bị xước chỗ nào thì tôi sẽ tìm cô. Ai lấy phải loại đàn ông như anh thì đúng là xui xẻo tám đời tổ tông. Bối bối, lát nữa phải nhờ cháu rồi đấy. Cháu phải làm sao? Cô Dương là một vũ công nhỉ? Chưa tới trình độ vũ công. Vậy cô có hiểu về khí tượng học không? Đó là ngành tôi đang theo học. Không. Là một vũ công, cô nghĩ điều cần nhất là gì? Tứ chi khỏe mạnh. Đứa trẻ này khá dễ thương nhỉ? Chào ông. Cậu bé, chú cũng không lớn hơn gì của cháu bao nhiêu, gọi chú là được rồi. Cháu gọi chú đi, rồi chú sẽ mua đồ ngọt cho cháu. Không được. Có phải cháu không biết gọi không? Ông biết không? Biết chứ. Vậy ông gọi đi. Hôm nay ra ngoài quên xem dự báo thời tiết. Sao tôi cứ cảm thấy hơi nóng nhỉ? Không chỉ là quên xem dự báo thời tiết, còn quên xem thời gian nữa. Nếu mà xem thì đã sớm không dành chỗ đổ xe của người ta. Bối bối, còn ăn nữa không? Không, rút thôi. Xin lỗi nha, chúng tôi phải đi trước. Cảm ơn đã mời chúng tôi dùng bữa. Tiện thể nói thêm một câu, anh nên ăn thêm nhiều đồ bổ não. Đừng nghĩ mời người ta một bữa cơm thì có thể chở người ta đi khách sạn. Không hay đâu. Đi thôi bố bối, chúng ta đi nào. Tạm biệt ông. Cảm ơn ông. Làm phiền một chút. Anh kia sẽ thanh toán bàn của cô. Coi như xin lỗi chuyện lúc nãy. Được. Đi bố bối.
Người gì vậy chứ?